rượu cổ cốc. Tôi chết rồi, nguyên cả chiếc thuyền đều là người nhà của họ Cổ, nếu phát hiện được thì chắc chết đó. Anh đừng có sợ mà, miễn là cập bến đò thì mọi việc êm xuôi à, cần gì phải lo vậy chứ. Cậu sư phụ, có người giả bằng cấp rượu nhà họ Cổ hả? Xin lỗi cậu sư phụ, tại sao có người làm vậy? Tha cho chúng tôi đi. Tôi không được, lần này tha cho các người thì tôi cũng có lỗi với nhà họ Cổ. Dạ, làm gì vậy? Bắt anh lại đi, anh chạy ra là chết hết đó. Bắt anh lại. Buông tôi ra, buông ra. À, Bính à, chú cần kêu con gì không? À, lái giùm tôi chút đi, khi nào gần cặp bến thì kêu tôi. Dạ. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ở chỗ cái gì vậy? Chạy rồi, có thuyền trái rồi mọi người, chạy đi, thuyền trái rồi. Nguy hiểm lắm, chạy đi. Tôi giao à? Hả? Sao lại như vậy? Chạy nhanh đi. Chú Cân ơi, đuôi thuyền bị nổ rồi, không xong rồi. Nóng quá. Chú Cân ơi, cái thuyền rồi kìa, phải làm sao đây? Chú Cân, chạy đi mọi người. Cứu tôi với. Bao đi nha. Chạy bao đi nhau ạ. Nguy hiểm lắm, chạy bao đi. Chạy bao đi. Bao đi ca. Nhau à, chạy bao đi, nguy hiểm lắm, chạy bao đi. Em không đi. Anh hứa sẽ sống với em trọn đời mà. Em không đi. Nhau, em hứa với anh phải sống thật vui vẻ nha, có biết không? Nhớ đó. Em không biết. Chạy mau đi. Tao đại ca. Đi mau đi. Tao đại ca. Cậu hai. Quỷ sành.